แปแตกบายá thằng Điền cái bữa thằng Điền là thấy tội nó nhất luôn á. Thì lên thấy thấy thằng Điền không, thằng Điền á, Hoàng Sơn Điền á, tội nó nhất là nó vừa được lên admin, vừa được lên không phải cây lóc, nó đơn bài từ chối. À nó xa ra kênh xe kênh được kích rồi lên à. Được kích. Để tôi lấy ạc của thằng bò bía vô chơi. Để tôi cho mượn. Để tôi lấy ạc của thằng bò bía.